Trong video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về hai loại nghiên cứu mà thường được sử dụng, đó là nghiên cứu quan sát và nghiên cứu thực nghiệm. Thì chúng ta sẽ xem là hai loại nghiên cứu này được thực hiện như thế nào và các đặc điểm của chúng. Thứ nhất đó là về nghiên cứu quan sát, gọi là operational study, đó là những nghiên cứu mà chúng ta sẽ thu thập số liệu trực tiếp mà chúng ta không có liên hệ ảnh hưởng gì với cả số liệu. Là chúng ta sẽ quan sát và thu thập số liệu ở trong thực tế, và trong nghiên cứu này thì ta chỉ có thể kết luận về sự tương quan giữa các biến, sự tương quan và sự liên hệ giữa các biến với nhau. Trong cái đó nghiên cứu thực nghiệm thì sẽ là nghiên cứu mà chúng ta sẽ thực hiện các thí nghiệm, sẽ có một nhóm các đối tượng và chúng ta sẽ chỉ định các đối tượng này ngẫu nhiên vào các nhóm có nhóm lại tham gia thực nghiệm hay là không. Và với các nghiên cứu thực nghiệm thì ta có thể đưa ra các kết luận về nhân quả, tức là về nguyên nhân và kết quả. Một ví dụ như là nếu chúng ta muốn phân tích ảnh hưởng của việc luyện tập thể thao đến các vấn đề về tim mạch, thì đối với nghiên cứu quan sát thì ta sẽ thu thập các số liệu từ những người tập thể thao thường xuyên và những người mà không tập thể thao ở trong toàn bộ mẫu, và ta sẽ so sánh cái số liệu về sức khỏe tim mạch của hai nhóm người này và xem là ở giữa chúng thì có sự khác biệt gì hay không. Tuy nhiên thì việc thực hiện nghiên cứu quan sát này thì chỉ đưa ra cho chúng ta về sự tương quan, tức là chúng ta chỉ biết được là với những người luyện tập thể thao thường xuyên thì có thể là thì và sức khỏe tim mạch thì hai biến này có quan hệ cùng chiều với nhau chẳng hạn. Tuy nhiên có thể có những yếu tố trung gian, đó là những người tập thể thao thường xuyên thì thường là họ sẽ có ý thức chăm sóc sức khỏe tốt hơn và họ ăn uống hợp lý hơn, và có thể đó mới chính là nguyên nhân chính mà làm cho cái sức khỏe tim mạch của họ là tốt hơn, chứ tập thể thao thì không ảnh hưởng gì cả. Có thể tập thể thao chỉ là một cái yếu tố mà chúng ta nhìn nhận được từ những người mà có chế độ ăn uống hợp lý và họ biết cách cân bằng dinh dưỡng, do đó sẽ ít vấn đề về tim mạch. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể xác định chính xác xem giữa những người tập thể thao và không tập thì có ảnh hưởng khác nhau như thế nào? Thì chúng ta sẽ thực hiện nghiên cứu thực nghiệm, tức là ta sẽ chọn một nhóm người bất kỳ và ta sẽ chỉ định chia thành hai nhóm. Chỉ định một nhóm người thì sẽ thực hiện luyện thể thao trong một khoảng thời gian nào đó, và một nhóm người thì sẽ không luyện thể thao, và hai nhóm người này sẽ được đưa vào các thí nghiệm mà các yếu tố khác đều không đổi, mà chỉ có việc tập thể thao là khác nhau giữa hai nhóm người. Và bởi vì ta chỉ định ngẫu nhiên, do đó thì các yếu tố như là ý thức chăm sóc sức khỏe hay là chế độ ăn uống thì của hai nhóm người này là giống nhau và sẽ không bị khác biệt giống như trong trường hợp như quan sát. Và do đó nếu như giữa hai nhóm này mà có sự khác biệt về sức khỏe về tim mạch thì ta có thể khẳng định đó là cái ảnh hưởng của việc luyện tập thể thao đến sức khỏe tim mạch là có ảnh hưởng. Một ví dụ khác đó là có một nghiên cứu của 2.370 cô gái ở California thì đã chỉ ra đó là những cô gái mà có thói quen ăn sáng thường xuyên thì sẽ có chỉ số béo phì thấp hơn. Và nghiên cứu này thì đã khẳng định đó là việc ăn sáng thường xuyên thì sẽ làm giúp giảm chỉ số béo phì. Tuy nhiên thì có thực sự là như vậy hay không thì ta chú ý là đây là một nghiên cứu, đây không phải nghiên cứu thực nghiệm, đây không phải là nghiên cứu thực nghiệm mà chỉ là nghiên cứu quan sát, do đó thì chưa đủ cơ sở để kết luận đó là cái thói quen ăn sáng thì sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số béo phì. Thì có thể có 3 khả năng xảy ra trong trường hợp này. Thứ nhất đó là có thể chính xác đó là thói quen ăn sáng làm giúp giảm béo phì và chúng ta đã nhận thấy nó từ số liệu. Tuy nhiên có hai khả năng khác, đó là khả năng thứ hai đó là trường hợp ngược lại xảy ra, tức là chính chỉ số béo phì thấp sẽ làm cho các cô gái này có thói quen ăn sáng nhiều hơn. Và như vậy là trường hợp ngược lại xảy ra, và có thể có nguyên nhân khác đó là có yếu tố trung gian ảnh hưởng,
như là ý thức về sức khỏe, tức là những cô gái mà có thói quen ăn sáng thường xuyên thì ý thức về sức khỏe của họ tốt hơn, họ có thể ít ăn đồ ăn vặt và những cái đồ ăn mà có chứa nhiều chất béo, hoặc là họ tập thể dục nhiều hơn, và chính những yếu tố đó thì mới làm cho chỉ số béo phì là thấp, chứ không phải là thói quen ăn sáng là yếu tố chính, mà chính những yếu tố mà trung gian mới làm ảnh hưởng đến cái chỉ số béo phì. Và do vậy những cái yếu tố trung gian mà làm ảnh hưởng đến cả hai yếu tố mà có tương quan với cả hai yếu tố thì sẽ làm sai lệch cái ảnh làm sai lệch ảnh hưởng của hai yếu tố này với nhau. Và như vậy thì chúng ta đối với nghiên cứu quan sát thì chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn trọng khi mà kết luận về các cái sự quan hệ nhân quả, nên là ta không thể khẳng định đó là ăn sáng nhiều hơn thì sẽ làm giảm béo phì đối với những cô gái mà ý thức về sức khỏe của họ cũng không tốt chẳng hạn, mà họ đã có chỉ số béo phì rồi thì khi mà ăn sáng nhiều hơn thì sẽ không làm ảnh hưởng, thì sẽ không có thể là chỉ số béo phì sẽ thấp hơn. Do vậy quan hệ nhân quả là không chính xác. Một cái luận rất là quan trọng đó là sự tương quan thì không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả, tức là hai biến mà có tương quan với nhau, tức là biến này tăng thì biến kia cũng có xu hướng tăng, biến này giảm kia cũng có xu hướng giảm chẳng hạn, thì sự tương quan như vậy không đồng nghĩa với việc là có quan hệ nhân quả, mà có thể đó là do một yếu tố trung gian nào đó ảnh hưởng đến cả hai yếu tố. Như vậy chúng ta có thể thấy đó là nghiên cứu thực nghiệm thì có thể đưa ra một kết luận chính xác hơn trong trường hợp mà chúng ta muốn kết luận về quan hệ nhân quả. Tuy nhiên thì trong nhiều trường hợp thì nghiên cứu thực nghiệm là không thể thực hiện được, đó là do vấn đề về đạo đức hoặc là vấn đề về chi phí thực hiện. Ví dụ nếu chúng ta muốn kiểm tra ảnh hưởng của một loại thuốc mới đến việc chữa trị một căn bệnh, hoặc là chúng ta muốn nghiên cứu ảnh hưởng của việc hút thuốc lá hoặc là các sử dụng các chất kích thích đối với sức khỏe của con người, thì chúng ta không thể lấy nghiên cứu này ở trên con người, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, và do vậy trong trường này thì nghiên cứu quan sát thường được thực hiện nhiều hơn. Và một điểm khác đó là nghiên cứu quan sát thì chúng ta vẫn có thể đưa ra kết luận về quan hệ nhân quả nếu như chúng ta có một đủ một nguồn dữ liệu phù hợp. Ví dụ như muốn để một kết luận về ảnh hưởng của việc ăn sáng đến chỉ số béo phì thì chúng ta có thể thu thập thêm các yếu tố về trung gian, những yếu tố mà chúng ta nghi ngờ là có ảnh hưởng đến cả hai cái biến, đó là ảnh hưởng đến cả thói quen ăn sáng và ảnh hưởng đến cả chỉ số béo phì. Và việc việc mà thêm các biến này vào và thực hiện các kỹ thuật hồi quy thì chúng ta vẫn có thể đưa ra một kết luận hợp lý về quan hệ nhân quả nếu như giữ các yếu tố khác là không đổi, thì chúng ta xem là ảnh hưởng của biến chỉ số béo phì đối với những cô gái này thói quen ăn sáng là có ảnh hưởng hay không.